Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn có biết không, các bạn là ân nhân của tôi và ân nhân của những người của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi chỉ là một cái cầu nối thôi. Một cái cầu nối, các bạn đưa ra những cái câu hỏi liên quan tới các bạn. Và nghĩa vụ của tôi là làm những cái chương trình để đưa những cái thông điệp đến cho tặng cho lại các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và giống như là một cái thông điệp cho đi và nhận lại. Còn nếu như trong trường hợp các bạn có những cái nhu cầu liên hệ với luật sư thì các bạn cũng là người vị khách hàng của tôi. Và tôi nghĩ rằng với kiến thức của tôi tặng các bạn, câu hỏi của các bạn để gửi đến chương trình, đó là một cái sự tương tác rất là tuyệt vời. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em, quý ông bà và cô anh chị em đã song hành, đồng hành từng ngày, từng bước, từng giờ, từng phút để xem chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hôm nay có một cái video có tên rất lạ, không cần thiết giám định ADN. Tôi sẽ trở lại cái câu chuyện của vị khách hàng. Em điện thoại em bảo tôi rằng là nhà em ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì ba em mới mất. Thì khi mà mất thì cũng sau khi mà xong xuôi thì tự nhiên lên chị em lên xã để mà hoàn tất cái thủ tục sang tên đăng bộ theo cái thừa kế đó, từ ba sang cho con, thì lại phát hiện có một cái di chúc. Đặt trường hợp quý vị và các bạn là cái em này, quý vị và các bạn bực không? Bực chứ. Ủa sao ba mình mà tự nhiên nó lại có một cái di chúc như vậy? Rất là bực. Bực không hẳn về cái sự san sẻ tình cảm, mà bực cả về mặt đạo đức nữa. Ba kỳ quá đi. Tự nhiên là trong gia đình ba không lập di chúc mà ba lại lập di chúc cho ai đó. Thì em có tâm sự với tôi rằng là ba lập di chúc cho một em A. Thì trước đây cũng có trong cái gia đình mà em được biết rằng là ba và mẹ hụt hẳn vì cái em A này được sinh ra. Và ba ruột của mình với em A có những cái vấn đề, mẹ của em A có những cái vấn đề, giống như bây giờ mình nói bình thường là bà lớn bà nhỏ đó. Và em có những cái bức xúc thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể san sẻ được. Hai cái bức xúc mà em gửi cho tôi, thứ nhất em bảo rằng là tại sao trong thời kỳ hôn nhân giữa ba em và mẹ em là hôn nhân hợp pháp, tại sao trên giấy khai sinh của cái em A, con của cái bà sau, thì mình thống nhất như vậy đi, con của bà sau vẫn có tên ba em. Cái này thì chỉ hỏi cái ông, cái người đã chết thôi. Chuyện đó mình không bàn, lý do gì đó mình không bàn. Tuy nhiên tại thời điểm này trên giấy khai sinh của em A đã có tên của ba của em, ba chung á. Và vấn đề thứ hai nữa là tại sao ba lại lập di chúc cho em A? Vậy thì cái di chúc này có được hợp pháp hay không? Thưa quý vị và các bạn, với hai câu hỏi thì tôi đã trả lời cho em với những cái việc là không cần thiết giám định ADN. Câu trả lời thứ nhất của tôi rằng em lo ngại rằng cái em A này không phải là con của ba. Thì tôi cho rằng là cái cao hơn cái giám định ADN là cái di chúc. Di chúc của ba em đã định đoạt tài sản. Tôi đặt giả thuyết tài sản của ba em là 100 triệu. Ông đã định đoạt 40% tài sản cho em A. Vậy thì ông đã định đoạt cái kỹ phần. Bây giờ chúng ta sẽ tính như thế này. Tổng tài sản của ba và mẹ em là 100 triệu.
Vậy 1/2 di sản của ba là 50 triệu. Và ba đã định đoạt cái tài sản này cho em A là 4 triệu. Nó nằm trong cái kỹ phần, cái di sản của ba. Thì như vậy, trong trường hợp này, ưu tiên cái di chúc có trước. Trở lại vấn đề phân tích cho quý vị và các bạn. Nếu đặt giả sử ba của em không tặng cho em A, mà tặng cho một cái cá nhân nào khác không có mối quan hệ rụt rà, vẫn được em ạ. Ba em không tặng cho một cá nhân mà tặng cho một tổ chức thiện nguyện, vẫn được em ạ. Tuy nhiên phải xem xét lại di chúc này được thực hiện như thế nào. Di chúc thì để được gọi là được xem là có hiệu lực thì cho đến thời điểm hiện tại, hai cái di chúc vẫn thường phổ thông sử dụng là di chúc tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và di chúc ở phòng công chứng. Tôi cũng có những cái hướng dẫn về lập di chúc, nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì tôi để dưới cái đường link, dĩ nhiên có những cái phí nhỏ nhỏ. Trở lại vấn đề của mình, ưu tiên cái di chúc hàng số 1. Vì sao? Trong di chúc ba em nói rằng sau khi tôi chết đi thì di sản của tôi sẽ để cho em A. Em A có thể rằng là một tổ chức, em A có thể rằng là một cá nhân, em A có thể là người con, em A có thể là người cháu. Cho nên cái việc em yêu cầu giám định ADN, giám định ADN để làm gì? Giám định ADN để xác minh trong trường hợp em A này không được ba để lại di chúc thì cái phía bên cái phòng sau đó, cái người nhỏ đó, cái người bà nhỏ đó, bà không có di chúc thì lúc đó bà sẽ làm một cái động tác là giám định ADN để xác định A này là con của ba em và để hưởng thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một cái câu chuyện tôi đều đưa những cái kiến thức cho quý vị và các bạn một cách nhân văn. Có lẽ rằng là chúng ta không ai hiểu hết những cái quy định của pháp luật. Một số người giỏi trong cái lĩnh vực này, một số người lại giỏi trong lĩnh vực kia. Khi tôi đã ao hai cái vai này thì tôi cũng lên trên mạng tôi search làm sao để hết mỗi gai vai gáy. Khi tôi mệt mỏi, khi tôi cần cái body nó gầy hơn một chút, tôi cũng lên mạng search. Và trong những cái kiến thức pháp luật, nếu quý vị và các bạn không hiểu những cái quy định của pháp luật thì trang Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ song hành cùng quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chúng tôi chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.